tôi sẽ hướng dẫn mọi người chúng ta chỉnh sửa một tấm hình Tết đại loại như tấm hình của bác Kiên chẳng hạn đây, như tấm hình đào Tết chẳng hạn này. Thì bây giờ cũng khá là muộn rồi, nhưng mà hy vọng là anh em sẽ còn xem nhiều hơn nữa. Và anh em nào mà thấy ở trên bên YouTube nó bị Facebook nó mở quá thì anh em chỉ qua YouTube xem với Cường nha. Đấy. Đây. Tấm hình của bạn Kiên đây. Thì cái này bạn ấy chụp bằng cái D810. Thì anh em có thể thấy là cái máy của bạn ấy chụp nó rất là vàng. Và thứ hai nữa, chi tiết thì ổn, nói chung là chi tiết rất là ngon. Cái này nó tận 36,2 chấm này. Thì cái việc đầu tiên đó là anh em chỉnh sửa được tấm hình ấy, thì anh em làm sao mà chúng ta cân bằng trắng ok đã, cân bằng trắng ok trước cho mình nhá. Thì ở đây mình sẽ cân bằng trắng bằng cách đó là chúng ta sẽ hạ cái nhiệt màu xuống chút, khoảng 6.000 hoặc là 5.800, nói chung là tầm 6.000 như này là ổn rồi các bác này. Đấy. Thì rồi đến đây thì sau khi mà các bác hạ nhiệt màu nó ổn rồi, ví dụ như cái này nó anh em ấn chữ Q để xem cái before với after. Đấy. Thì ở đây mình sẽ kéo cho cái phần thai dưới nó vàng một chút xíu nữa. Đấy, ok, mình sẽ kéo tầm 7. Tại vì là bản thân mình thích ảnh nó hơi hồng hồng một chút xíu chứ không thích nó vàng. Chúng ta sẽ giảm bớt chi tiết của tấm hình đi một chút bằng cách chúng ta sẽ kéo cái glossy trừ đi khoảng 15-20 gì đó. Rồi, ok. Ở đây mình sẽ đẩy cái contrast xuống một tí để cho cái vùng tóc nó đẹp. Và shadow thì mình sẽ đẩy lên chút xíu. Ok. Rồi, như vậy là mình có một tấm hình nó vừa không bị chết vùng đen nhiều, chi tiết vùng tối, vùng sáng nó ok. Còn cái vùng white với vùng highlight đây nó chả bị cháy cái gì cả thì thôi mình cứ để nguyên thôi, kệ nó thôi. Đó, ok. Thế đây là ổn rồi. Thì bây giờ mình sẽ kéo tiếp cái phần saturation và vibrant. Hai cái này nó cộng và bù trừ nhau thì các bạn kéo sao cho nó ok là được. Thì ở đây mình kéo cái này lên khoảng tầm 560 gì đó đi. Rồi, ok. Còn cái saturation thì các bạn thích đậm đậm các bạn cứ để nguyên, còn nếu mà các bạn thích nhạt thì các bạn trừ đi một chút xíu. Nó ok. Đây mình sẽ trừ 15. Rồi. Bây giờ mình muốn tấm hình nó đậm tất cả tổng thể tấm hình lên nữa. Thì mình sẽ kéo cái calibration. Mình sẽ kéo kịch kim lên luôn. Đây, anh em giảm đi và kịch lên. Tất cả các cái màu nhá. Anh em thấy cái màu nào nó ok anh em kéo. Cái này mình sẽ giữ lại cái màu blue. Primary blue. Cái này thì đỏ thì chúng ta sẽ chuyển sang màu hơi đỏ gạch gạch một tí. Ở đây thì lá xanh mình sẽ chuyển sang cái phần bên phải một chút xíu, mình sẽ kéo cái green sang bên phải một tí. Thì anh em mà thích nó vàng nó đậm thì anh em cộng lên, còn không thì anh em cứ để nguyên như vậy. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển đến tab thứ ba nữa, đó là tab detail. Detail thì chính là cái phần tăng nét. Thực ra thì tấm hình nét tấm hình này là ảnh rất là chi tiết rồi, mình không cần tăng nữa, mình tăng này lên khoảng 50 là ok rồi. Sau đó thì chúng ta sẽ chuyển đến bây giờ cái công đoạn mà hay nhất để khử màu ấy, đó chính là cái công đoạn mà chúng ta sẽ chuyển đến phần color mix này. Color mix thì nó có chia ra ba tab, anh em làm Photoshop mãi hoặc là Lightroom mãi chắc anh em cũng quen rồi. Thì cái phần saturation đây mình sẽ trừ cái phần orange đi, orange là màu cam. Đấy. Và thứ hai là mình sẽ kéo cái luminance. Cái luminance đây thì mình sẽ kéo lên. Luminance này kéo cái orange này sáng lên một chút xíu. Mình muốn vùng da nó sáng lên, anh em có thể kéo sáng kéo tối đi, tùy tâm mọi người. Và sau đó thì chúng ta sẽ chỉnh phần yellow trên áo của bạn ấy. Thực ra thì cái yellow trên áo bạn ấy thì mình cứ để nguyên mặc định thôi. Còn nếu anh em mà thích nhạt thì anh em có thể trừ một chút xíu vào bên cái saturation đi. Còn tiếp theo đó là cái phần hue này. Cái phần hue này thì anh em có thể kéo, ví dụ như mình không thích màu đỏ quá, mình thích nó hơi cam cam một tí thì mình sẽ kéo cái thanh zit với cái thanh orange này sang bên cái màu đỏ này, sang bên phải này, cái thanh màu đỏ với thanh màu cam này. Đó. Thì chúng ta có một tấm hình ok. Và bây giờ thì nếu mà để mà giữ được tất cả những cái màu sắc ở trên tấm hình mà gọi là giữ được sắc xuân ấy thì mình để nguyên, mình không có trừ gì hết, mình cứ để nguyên mặc định như thế. Thì nếu mà anh em mà muốn màu da nó trắng hơn một tí nữa, hồng hồng một tí nữa thì chúng ta có thể trừ bớt cái orange này đi một chút xíu để cho da nó một cái tông nó đẹp hơn.
tại vì là bản thân có cái ảnh này là có máu rất là nhiều màu vàng ở đây rồi đó. Thì để mà mình chuyển đổi được cái màu vàng này thì anh em có thể chuyển đổi bằng cái chuyển sang cái hue này, thì cái hue thì anh em có thể chuyển đổi màu vàng sang màu xanh, thì anh em kéo cái Geno cho mình và kéo cái green này cho mình. Đấy, kéo cái green thì chúng ta sẽ kéo đến cái đoạn chỗ mà tầm 15 hoặc 20 là ok rồi. Thì đây mình kéo tầm đó. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang cái tab color grading. Color grading thì nó anh em có thể nhìn thấy ở đây trên tấm hình chúng ta thì nó có vùng sáng, vùng tối, vùng trung tính, đây, mid tone, shadow với highlight. Thì cái này anh em chỉ cần đọc qua chắc anh em cũng đã hiểu sơ rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ kéo, bây giờ mình sẽ chuyển cái grading, mình sẽ chuyển cái ám màu vào trong cái tấm hình này như thế nào. Ở đây mình muốn cái tấm hình của mình ra nó màu hơi hồng hồng một chút xíu. Mình sẽ chuyển nó sang khoảng đơn vị nó khoảng tầm 300 hoặc là 270, 280 gì đó đi. Thì chuyển sang hồng hoặc tím hoặc xanh. Thì các bác có thể tùy, mỗi người sẽ có một cái sở thích khác nhau. Mình thì mình thích ám nó hơi xanh xanh, mát mát tí. Cái hai này cũng vậy, hai này thì mình cũng thích kiểu nó hơi hồng hồng một chút xíu. Hồng thì các bác kéo sang bên này, còn nếu mà xanh thì các bác kéo sang bên này. Ở đây thì mình thấy màu xanh nó hợp hơn thì mình kéo sang màu xanh. Vậy các bác nhá. Kéo ra màu xanh cho nó ám hơi hơi, hơi nhẹ nhẹ đi xíu là ok. Còn lại thì nếu mà các bác không thích thì cứ để nguyên cũng được, mình chả cần, mình nghĩ là chả cần phải kéo cũng được. Rồi, chúng ta sẽ đi sửa lỗi cho ống kính. Sửa lỗi cho ống kính thì anh em tích chuột vào cái phần tích cho mình và chúng ta sẽ chọn hai cái dấu tích ở đây. Cái user profile correction đây để chúng ta sửa lỗi cho ống kính. Sau đó thì chúng ta sẽ chuyển tiếp đến cái phần cái này bố cục thì bạn này bố cục khá là chuẩn rồi, mình không phải sửa lại nữa. Thì bây giờ chúng ta sẽ kéo đến đâu ạ? Nó sẽ sửa tiếp vào đâu? Thực ra thì tấm này như này là ok rồi, mình chỉ cần sửa cái này thôi bởi vì cái ảnh gốc của bạn ấy quá là ok rồi. Mình không cần phải sửa nữa và bây giờ mình bỏ Photoshop, mình sẽ nhặt mụn chạy mịn các thứ cho các bạn ấy cho nó xinh hơn một tí nữa đây là ok các bác nhá. Đấy. Rồi, ok. Thì các bác có thể thử giảm cái nhiệt màu lên cho mình. Kéo lên hoặc kéo xuống. Nếu mà thấy cái nhiệt màu nó tầm tầm, ví dụ như các bác thích kiểu màu nó hồng hồng thì các bác có thể giảm xuống khoảng 5.500. Thì mình cộng cái này lên một chút xíu cho nó hơi tím tím hồng hồng lên một chút xíu. Cái này mình trừ khoảng 3 4 hoặc 5. Thì đó. Thì chúng ta có một tấm hình như vậy. Tất cả tấm hình chúng ta sẽ hoàn toàn làm bằng tay. Rồi ok, xong mình sẽ mở ra Photoshop. Đây là phiên bản 2019 mình đang dùng. Các bạn có thể tải cái 2019 hoặc 2020 hoặc 2021 ở trên kênh của mình, ở trên nhóm trên cái trang web học nhấp ảnh.vn nhá. Rồi. Thì đây là tấm hình của chúng ta. Thì cái tấm hình này chút nữa mình sẽ chia sẻ lại cái preset cho anh em. Trước hết thì chúng ta sẽ đi nhặt sạch cái phần mụn cho bạn này đi đã. Nói chung là bạn là khi mà chúng ta chụp ấy, thì các bạn nếu mà cố gắng ấy, chúng ta sẽ không có để tóc dính vào mặt như này thì về Photoshop đỡ phải nhặt, còn nếu mà các bạn mà để dính tóc vào mặt như này thì về Photoshop chúng ta sẽ phải nhặt nó đi. Thì anh em tùy, nói chung là anh em cứ chịu khó nhặt một tí cũng được cho tay nghề nó càng ngày càng cao. Mình chụp các cụ bảo rồi mà, chăm hay thì không bằng tay quen ấy, cho nên là các bác cứ nhặt trên này cho mình đó, ok. Hoặc là anh em dùng content ăn quậy cũng được. Rồi ok, tạm thời vậy nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đi chạy mịn cho tấm hình, lăn sửa cho bạn ấy nữa. Thì anh em lăn sửa này, ở đây thì chúng ta sẽ đẩy cái phần lưng của bạn này vào cho bạn ấy nhỏ lại một tí nữa bằng cách chúng ta sẽ dùng cái Forward Tool. Anh em thoát cái Unikit ra cho mình này, và thứ hai là chuyển sang bằng vọ bằng cái phần bộ gõ chúng ta sẽ chuyển sang tiếng Anh nhá, chứ đừng có để tiếng Việt. Để tiếng Việt thì chúng ta sẽ không có ấy, chúng ta sẽ không có di chuyển cái phần cái công cụ to, cái cọ to cọ nhỏ như này này, nó sẽ không được ngon. Khi mà chúng ta di chuyển nó sẽ không không được mượt đấy. Thì cái này Quify thì anh em ấn Ctrl Shift X cho mình là xong. Hello 38 anh em, hello mọi người nhá. Và về mình chào anh em ở bên YouTube cái nào. Hello ba người đang xem. Hello mọi người nhá, mình sẽ reset lại cho mọi người xem lại nào. Ở 14 người ạ, xin chào anh em. Ok, thì bây giờ mình sẽ lắn mặt cho bạn ấy. Thì cái mặt đấy thì như lúc chiều mình cũng có hướng dẫn anh em rồi đấy, làm tấm hình từ A đến Z rồi ấy. Thì cái phần AI là cái phần rất là ngon từ 2017 trở lên. Thì anh em dùng cái Face Tool này cho mình nhá. Đầu tiên thì là mắt to mắt nhỏ này, mắt trái mắt phải thì bạn này đã để sẵn rồi, thì chúng ta không phải sửa nữa. Bây giờ nó sửa đến phần mũi thôi. Thì phần mũi với phần môi này, cái môi thì anh em chọn cái phần mouth này, phần smile. Thì mẹ thì anh em có thể kéo lên xíu nữa cho môi bạn ấy tươi một chút xíu. Đây môi trên này, môi trên này các bác cho nhỏ lại một tí này, môi dưới các bác cũng cho nhỏ lại một tí này. Đó. Thì để cho tấm hình của nó đẹp hơn này. Cái này là cho to nhỏ miệng này, miệng bạn ấy đẹp sẵn rồi mình cũng không phải sửa nhiều. Đấy, cái này là cho cười nhỏ cười to này.
thì cái này các bác cộng lên một xíu cũng được, khoảng 20-25. Rồi, ok nhá. Và bây giờ thì phần mặt này, mặt thì phần trán, trán dài, trán ngắn này. Đây thì mình sẽ trừ đi một chút xíu phần cằm dưới này, mình cho bạn dài một xíu nữa. Rồi và bây giờ phải tổng thể khuôn mặt này, đấy cái cằm này, và tiếp theo là cái phần bên hai cái bên cái về thái dương, hai bên chỗ tai ạ. Đó, ok mình sẽ trừ đi một xíu. Thì anh em bấm chữ P thì chúng ta sẽ nhìn thấy được là cái before và after. Anh em bấm chữ P cho bàn phím nhá. Rồi bây giờ mình sẽ lại đẩy cho cái phần hai bên cái phần dưới tai các bạn này cho nhỏ lại một xíu nữa. Rồi ok con dê các bác. Rồi bây giờ nó sẽ sửa lại cái phần bắp tay của bạn ấy cho nhỏ lại một xíu. Anh em muốn cho nhỏ nhanh thì anh em chọn vào cái pocket tool này cho mình, cái chữ S ở trên bàn phím. Sau đó thì anh em chỉ việc kích chuột một cái thôi, nó sẽ tự thu nhỏ cho cái bàn tay của chúng ta lại, cái cánh tay, cái khuỷu tay. Rồi ok, như vậy là xong. Rồi bây giờ nó sẽ kiểm tra lại có lỗi không nhá. À không lỗi các bác nhá. Rồi bây giờ tiếp đến đó là chúng ta sẽ đi làm trắng răng các bạn ấy, hoặc là không thì tùy các bạn thôi. Cái này thì mình cũng làm trắng răng này có rất là nhiều cách, nhưng mà đây mình dùng cái panel của mình cho nó nhanh. Anh em bấm trắng răng cho mình là xong. Rồi giờ mình sẽ cho chọn cái bút và chúng ta sẽ chọn cái flow. Anh em sẽ cho cái flow cao lên một xíu và cho trắng răng hơn một tí. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ mình sẽ dùng cái panel này làm ra luôn các bác nhé. Các bác nào quan tâm panel thì anh em có thể nhắn tin cho mình hoặc comment cho mình sẽ inbox, mình sẽ trả lời các bác luôn. Đây cái này thì nó hoàn toàn bằng tiếng Việt nhá, rất là dễ sử dụng luôn. Rồi ok, thì cái này khi mà nó chạy ra như vậy thì anh em ấn enter một cái là xong. Ok chị ơi, hướng dẫn anh em làm ảnh Tết tí mà. Này khá nặng các bạn, nó nặng hơn nhiều so với cái đi trước, tại vì đây là cái bản nó cao cấp hơn hẳn bản cũ. Hello bác xôi dừa, xin chào mọi người, hello 49 anh em nhá. Đó, ok nó chạy rất là nhiều lần và chúng ta sẽ cho có cái làn da nó đẹp hơn một chút xíu. Rồi các bác ơi, xong rồi nhá, anh em có thể xem qua được là đây before và after này. Thì cái này nó bị vào cái phần chi tiết nó nhiều quá, mình sẽ giảm bớt cái phần đấy đi bằng cách chúng ta sẽ đổ lớp mặt nạ và mình sẽ cọ vào những cái phần da cần làm mịn thôi. Thì mình sẽ chỉ cọ những cái chỗ nào mà nó cần mịn thôi, ví dụ như cái phần hốc mắt này, đấy, cái phần dưới phần má này thì mình cần mịn mà mình sẽ cho mịn chỗ đấy. Còn những cái chỗ phần những cái phần mà những cái đường nét hoặc những cái kiểu mà cái đoạn mà màu vàng ấy thì chắc chắn là nó sẽ bị dính rồi thì chúng ta sẽ không cho vào, nó sẽ không brush. Anh em brush làm sao cho nó ở trên kênh của G thì có một cái clip nguyên của một cái danh sách để hướng dẫn anh em làm cái panel, rồi dùng cái panel rồi nhá. Anh em quan tâm panel thì cứ comment với ở dưới cái bài viết, cường sẽ inbox cho anh em. Rồi mình sẽ đã như vậy là mình đã làm mịn cho ảnh rồi. Hoặc có cái cách nữa đó là chúng ta sẽ dùng skin filler thôi cũng được, tùy tâm anh em. Ở đây thì mình tặng cho anh em skin filler mini mây hoàn toàn miễn phí ở ở trên kênh của mình rồi. Anh em nào mà quan tâm đến thì anh em cứ search skin với lại search nick mây cho mình là xong nhá. Đấy ok xong, bây giờ chúng ta sẽ làm mịn tay. Tay của bạn này hơi vàng thì mình sẽ trừ vàng cho các bạn này. Rồi ok, đây thì anh em kiểm chứng lại nhá, before after đó. Sau đó thì bây giờ mình sẽ đi trừ vàng cái tại cánh tay. Trừ vàng cánh tay thì mình có nhiều cách để trừ vàng thôi, mình cứ trừ tổng thể các bác nhá. Đây thì mình sẽ chọn cái Selected Color và chọn cái Yellow, mình sẽ trừ đi, trừ đi, trừ nhiều xíu tại vì là cái tay của bạn ấy vàng quá. Sau đó thì anh em bấm Ctrl Y ngắn cho mình và chúng ta sẽ invert lại cái phần màu, chúng ta sẽ brush vào cái phần tay của bạn ấy cho nó đỡ vàng đi một tí nữa. Vẫn chưa hết vàng thì chúng ta sẽ dùng cái Quick Mask. Anh em bấm Q cộng B nhé, Q cộng B. Cái cách dùng thì anh em có thể search trên kênh của mình có một cái cách Quick Mask và cách đảo vùng trọn này, cái đấy cũng rất là hay. Anh em có thể search học học anh em có thể học ở trên kênh của mình luôn cũng được, nếu mà dành cho anh em nào mới. Rồi ở đây thì mình sẽ chọn bằng cái Q B, sau đó thì mình sẽ dùng cái Color Balance, có nghĩa là cái cân bằng màu sắc này. Mình sẽ giảm cái phần vàng ở trên này đi thì anh em kéo sang bên cái yellow, thì anh em sẽ kéo sang cái blue cho mình và cộng thêm một chút hồng vào, cộng thêm một chút đỏ vào. Như vậy thì chúng ta đã có một tấm hình nó cái đoạn này nó không bị ấy quá nữa, không bị quá là đỏ quá là vàng mà không bị dư vàng nhiều nữa. Rồi xong và bây giờ thì cái mặt nó hơi bị kiểu dạng như kiểu nó bị tối hơn một chút xíu ấy, thì anh em Ctrl Z lên và anh em gọi lệnh camera lên cho mình. Tại sao mình không dùng Lightroom, mình rất ít dùng Lightroom bởi vì mình chỉ dùng camera thôi. Rồi ok bây giờ thì chúng ta sẽ dùng cái chữ K trên bàn phím cho các bác, cái chữ K trên bàn phím đây này, cái K đấy, adjustment brush.
Và bây giờ mình muốn tăng sáng cái khuôn mặt lên. Bây giờ chúng ta sẽ nó đấy trên này trong cái phần chữ K này nó có đủ tất cả các cái thông số như các bác. Explore này, contrast này, highlight các thứ khác và có thể chúng ta có thể giảm được nhiệt màu này, rồi thì các thứ khác nữa. Thì đây thì mình sẽ tăng cái phần tối của bạn này lên. Đấy, sau đó thì mình sẽ cộng thêm một cái nữa, nếu mà mình muốn giảm sáng ở tay thì mình sẽ giảm sáng xuống một chút nữa. Nhưng mà cái này thì giảm sáng không đẹp thì mình cứ để nguyên như thế mặc định thế các bác nhé. Đó, ok. Thì anh em ấn before after coi này. Đấy, before after nhá, coi nhá. Rồi, ok. Như vậy xong mình sẽ ấn enter một cái. Đó, ok anh em thấy sáng hơn không ạ? Nếu sáng hơn thì anh em có thể tạo một nước mặt nạ nữa và chúng ta sẽ brush lại cái phần mặt thôi. Còn chỗ khác thì không cần đụng tới. Rồi bây giờ đến đây thì mình sẽ tạo thêm một lớp nữa và mình sẽ chạy mịn. Chạy mịn thì mình dùng skin finer nhá. Tấm này mình sẽ dùng skin các bác nhá. Ok, ở đây mình sẽ dùng skin các bác nhá. Cái skin này là skin 2.0. Cái 3.0 nó đang bị lỗi cái gì ấy, mình không có cài được các bạn. Cài xong nó không chạy. Ở đây mình sẽ dùng cái bản 2.0 của skin finer 2.0 Việt hóa của bác Xuân tóc đỏ. Thì anh em dùng cái skin này nó có đầy đủ Việt hóa luôn này. Đây là anh em có thể thấy Việt hóa bài Xuân tóc đỏ này. Đấy, thì các bác nhìn đây. Anh em có thể ấn before và after này. Đấy. Da đẹp luôn rồi, khỏi cần phải sửa nhiều. Đấy. Mình sẽ cho bạn này ra đảo luôn. Comment vào vật. Rất nhiều thành phần kiểu rác rưởi như này các bác. Rồi nha các bác. Đến đây thì tấm hình chúng ta nó đẹp quá rồi, đúng không ạ? Chạy mịn đẹp lung linh luôn. Rồi sau đó thì mình không chạy hết, mình sẽ chỉ chạy những cái phần da là thôi. Đấy, thì các bác chọn cho mình cái phần da, nguyên phần da thôi. Chúng ta sẽ chạy mịn nhá. Thì mình lại dùng brush. Ở đây thì mình dùng cái mask rất là nhiều, với cái brush rất là nhiều. Thì các bác nào mà chưa biết dùng thì các bác có thể dùng cái này nhá, cái này rất là hay. À, ok, chạy mịn các thứ là rất là ngon lành luôn rồi. Đó, ok, thì đây mình chỉ chọn cái đoạn phần nào chỗ nào cần mịn cho các bác. Đó, rồi xong rồi nhá. Rồi, ok, đây thì nó hơi mịn thì mình sẽ giảm xuống một tí khoảng 80% hoặc 85%. Đó, ok con dê. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xây hình lại. Đấy là xong một tấm hình, kết thúc một tấm hình nha các bác. Thì các bác mà muốn chỉnh thêm màu thì các bác có thể chọn thêm cái color palette ở đây. Thì anh em chỉnh thêm. Ở đây thì mình sẽ dùng cái phần highlight, mình sẽ cho hồng một tí. Rồi. Hồng tím xíu. Ok các bác. Rồi. Như vậy là xong một tấm hình các bác ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ crop crop hình. Đây mình crop xuống 20 30 250 thôi cho tấm hình nó đẹp. Còn các bác nào mà muốn đẹp hơn nữa thì các bác có thể chỉnh thêm mắt này. Ở trong cái panel của mình thì có mắt nhá. Đó, chỉnh mắt đi. Ở đây thì cái phần này nó có phên cái phần làm đẹp mắt các bác nhá. Đây có phần chỉnh mắt, trắng răng, chỉnh môi này. Thì trong cái phần làm đẹp mắt này nó sẽ có ba cái tab khác nhau anh em nhá. Làm sạch mắt, làm sáng mắt và đổi màu mắt. Ở đây thì các bác có thể đổi màu mắt theo ý muốn của mình. Ở đây thì mình đang đổi màu mắt xanh. Mình sẽ brush cho mắt của bạn này xanh tại vì cái này không có kính áp tròng. Bạn này không có áp tròng thì mình sẽ đổi màu mắt cho bạn này sang màu xanh nhìn cho nó đẹp các bác nhá. Đấy, mắt của bạn sẽ chuyển sang màu xanh rồi thì cái mắt cảm giác nó rất là ảo, nhìn nó rất là đẹp. Thì ở đây thì mình thích cái màu mắt nó đẹp, nó kiểu như vậy. Thì hôm nào mình sẽ hướng dẫn anh em làm thủ công cái phần đấy này, cái thủ công cái phần làm mắt này. Rồi bây giờ làm sáng mắt nha các bác. Sáng mắt thì anh em bôi vào cái phần màu trắng cho mình đó. Anh em đang có panel của mình thì cứ làm theo mình là ok nhá. Rồi cái phần sáng mắt này thì nó hơi bị ảo thì mình sẽ giảm cái phần này xuống khoảng tầm 40%. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ làm sạch mắt này. Sạch mắt thì anh em cứ brush vào những cái phần chỗ nào mà nó bị kiểu đen đen như này. Thì làm cho mắt nó sạch hơn một chút xíu mà cảm giác mắt nó không bị đục. Các bác nhá. Đó, ok. Xong. Như vậy là chúng ta đã có một cái mắt rất là đẹp, rất là ảo. Ở đây thì mình có một cái layout tổng hợp ở đây. Thì mình sẽ giảm nó xuống khoảng 75% cho đến 80% để cho mắt chúng ta nó vừa ảo vừa thật. Đó, ok các bác. Đấy. Và bây giờ thì mình sẽ tăng nét theo tấm hình một tí nữa. Thì ở đây mình có phần tăng nét ở đây này. Các bác ấn nét chi tiết nhá. Sau đó thì anh em ấn vào đây cho mình khoảng 0,5 là ok. Hoặc chúng ta ấn áp dụng. Ok, như vậy là xong. Ở đây thì
anh em có thể giảm cái phần nét xuống khoảng tầm 20-25% cho mình là ok nhé, hoặc 30-35% đó. Rồi ok, như vậy là xong một tấm hình nha các bác. Rồi như vậy là mình đã hướng dẫn anh em làm một tấm hình chi tiết từ đầu đến cuối tấm hình từ A đến Z thôi nha các bác. Anh em nào mà thấy hay thì sub kênh ủng hộ cho Cường nhá. Treo rồi các bác. Đấy, đây là before này các bác này. Đấy, đây là before này, after này. Đó, ok. Rồi, clip của mình đây kết thúc rồi. Xin chào mọi người. Hẹn anh em trong các cái clip lần sau nhá. Bye bye mọi người. Chào, xin chào anh em. Chúc anh em sẽ có thật nhiều những tấm hình Tết đẹp lung linh hơn như này nữa. Xin chào anh em.